mình đã chiên vàng rồi nè cả nhà, cuốn kèm với lại cả xà lách với dưa nha. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Úc Liễu Family nha. Chào cả nhà. Dạ ơi, đang làm cái gì vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Bữa nay thì chị Bảy mình có cho con cá chim to lắm cả nhà, nên hai mẹ con mình với lại em Bò sẽ chiên và cuốn bánh tráng ăn nha cả nhà. Mời cả nhà xem hai mẹ con mình cùng làm nha. Đây là cây sake của nhà mình mà mấy lúc mình với lại em Bò bẻ sake chiên đó cả nhà. Ăn chốt bẻ. Đang cũng bẻ nữa cả nhà. Ăn chốt bẻ. Này ăn có trái non nhỏ rồi nè. Hồi mốt trái lớn á, mình với Bò sẽ hái vô chiên nữa nha. Ăn chiên ngon ngon ngon. Ăn ngon lắm rồi nè. Ăn ngon lắm. Chút mấy trái. Đây là con cá này cả nhà. Chị mình cũng đã làm để rửa sạch rồi mới cho, và mình chỉ rửa sơ lại thôi rồi mình sẽ chiên nha. Nhìn to lắm luôn cả nhà. Cá nhìn to lắm luôn này cả nhà. Đang lại dòm luôn hả? Để giờ mình sẽ khứa ra đường đường á, cho chiên cho chín tới bên trong luôn nha cả nhà. Cá to không ta? Mình sẽ khứa ra đường đường nha cả nhà. Cá bự. Cá bự quá. Cá bự cái luôn nữa. Đừng có đừng. Cái luôn cái cái này nữa. Chảo đã khô rồi nè cả nhà, mình sẽ chế dầu vô nha. Chiên phải nhiều dầu nha cả nhà. Lấy đũa cho mẹ coi. Dạ. Dầu nóng lên mình sẽ bỏ cá vô. Rồi dầu nóng thì mình sẽ bỏ cá vô nha. Đang chơi cái gì đó? Cá nãy giờ cũng lâu rồi, chắc chín rồi cả nhà, thì mình tắt bếp. Con lấy dĩa vớt ra đây con. Dạ. Mình với mẹ mình đã dọn lên xong rồi này cả nhà, và mời cả nhà ăn chung với mấy mẹ con mình nha. Giờ mời cả nhà cùng ăn với lại mấy bà con mình nha. Uống bắt đi. Đang chưa ăn là đang đợi uống rồi cả nhà. Này ra con chế. Nè con chế cho em với con đi. Dạ. Với con với mẹ. Với con với mẹ nè. Ủa giỏi. Xì gà với ăn hả đàn? Dạ đi ra đây. Giỏi quá. Trên đây nè. Cá gì gà ngon lắm. Chút nữa mẹ mới chế ăn. Mẹ ăn chút nữa, mẹ uống rồi mẹ chế. Ăn đi. Tạm lên. Đang mẹ lấy cá cho con nha Đăng. Dạ. Cá này ngon đó. Cá này ngon quá. Cá này con ăn phải có xương nha bà. Dạ. Có xương nhỏ nhỏ ở trong mấy xớ thịt đó cả nhà.
nên mình ăn thì phải kỹ chút. Để mẹ ấy cho đăng nha. Đăng bánh tráng. Đăng cuốn bánh tráng. Mình thích ăn cái da cá giòn nữa cơ nè. Mẹ đang mày xé ra nè. Con lấy tay con ấy để con xương á con. Dạ. Đang chấm cá với gì mẹ lấy? Chấm cá. Nước mắm đi. Cài. Cài. Nước chim đi. Nước mắm cài hả? Dạ, nước chim đi. À, đúng rồi, để mình làm nước tiêu nha. Nước tiêu không cho đâu. Này mình chiên nó vàng, nó giòn quá nên dẻ không ra. Đâu. Đi giòn, đúng rồi. Từ từ nó không muốn nước mắm. Bà kêu anh hai vô hả? Dạ. Để thôi bốn nước mắm nữa nè. Rồi, vô giỏi quá. Mà vô nhẹ thôi chứ, vô mạnh bể ly sao. Mời cái nhà ăn nè. Để mẹ lấy cái chén nữa, mẹ muốn nước mắm. Còn chén này mẹ đựng cá rồi. Để mẹ lấy cái chén nữa. Da cá giòn giòn chấm nước mắm ăn ngon lắm nha. Nó là ngon quá nhỉ. Cũng chấm bánh tráng rồi, không có bánh tráng. Đang cuốn bánh tráng không? Đang không cuốn bánh tráng thì đang không đi. Chấm bánh tráng đi. Chấm bánh tráng đi mẹ. Chấm bánh tráng đi. Đang cuốn bánh tráng không hả? Xé ra cho em miếng đi em hai. Ừ, nó học cuốn coi nè. Răng dao luôn. Đang ngon. Học cuốn tay nha. Ba ba. Ngon không cần. Cảm ơn anh hai. Cảm ơn anh hai. Giỏi quá. Đang mời cả nhà ăn bánh tráng với con đi. Mời cả nhà ăn cuốn bánh tráng nha. Cho bánh tráng nè. Giỏi quá. Mà giỏi quá. Ý nha. Để cái anh hai lợn con. Để anh hai cuốn thăm anh hai lợn. Để cái anh hai cuốn. Có nó giòn quá mà không cả nhận. Đi trước học sinh đó con. Cuốn cho bằng cuốn nha. Rồi để hai cuốn lại cho con nha. Đăng về lại con, con cho nước mắm không? Thôi em không tắm thử. Chúng ta mất chiêu, mất chiêu. Đang cắn vậy hả? Ngon quá không bà? Dạ. Đang không cầm ngay đang cắn. Mình ăn cuốn nở nha mẹ nha. Đang ngon đang. Mẹ muốn tả mẹ nghe mẹ muốn tả hả? Không có.
đâu có đâu. Đang 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 ngon không? Đang cũng ngon. Cái này ra trong cái này. Nhà ăn cuốn nở nha. Mẹ Lan tự cuốn nha. Mẹ lấy rồi. Mẹ Lan tự cuốn. Mẹ Lan tự cuốn mà. Mẹ Lan tự cuốn. Mẹ ăn đầu. Mẹ ăn miếng cá luôn cho đông nha. Đông đắp. Đông đắp được hả? Mẹ cha đi. Lan cuốn hết cá thì vô đi. Chắc ra đi mẹ mèo. Mẹ chắc ra đi. Chắc gì? Giỏi. Cái này ngon quá nhỉ. Ừ, ăn đi luôn. Nên bỏ đi học rồi ở nhà nên lúc nào con nghỉ rảnh hết thì mấy mẹ con mình mới quay được. Có bữa bỏ học hai buổi luôn, buổi sáng buổi chiều luôn. Mình sẽ rất bao giờ cái này có ăn là uống mít cây với mình. Giỏi quá, đang giỏi quá. Mấy mẹ con mình ăn xong rồi, no rồi, cả nhà ăn hết nửa con cá luôn rồi nè. No rồi, giờ mình uống miếng nước nha. Uống miếng nước. Đang còn không mẹ rót cho Đang? Đang đâu? Rồi xong. Đâu ra đi đâu? Đâu? Cái bả lên. Cái bả luôn. Mấy mẹ con ăn bánh tráng xong rồi cả nhà. Ăn hết nửa con cá luôn rồi. Cái bả luôn đi luôn. Giờ uống nước Pepsi nha. Mời cả nhà uống nước Pepsi nha. Mẹ nha, uống Pepsi nha. Giỏi quá. Chơi băng đá nè. Đá. Còn trái cây giờ đang với hai bò ăn gì mẹ trẻ cho? Ăn đan lòng. Đan thanh long. Ăn mẹ trẻ thanh long nha. Bởi đây ra như bò ăn. Cái này ăn như ta ăn. Cô chị nhỏ ăn thầy bò nha. Ăn bằng hai bò. Đúng rồi, bằng hai bò. Đây thanh long bị trắng hả mẹ? Ừ, thanh long bị trắng không? Đang ơi, coi chừng đổ con, để ta lên. Uống xong để lên đi con. Đây. Đang để cái ngọt lên. Để đi lên đi, đang ăn thanh long rồi, đang uống nữa nha. Đây, nè. Mời cả nhà ăn thanh long nha. Mời cả nhà ăn thanh long đi. Đang cho bà ăn thanh long. Giỏi quá. Mời cả nhà ăn thanh long. Rồi cái gì? Mời cả nhà nha. Em rỡ rỡ, ngọt ngọt. Thanh long ngọt ngọt chua chua. Ngon lắm cả nhà. Nhỏ cho ăn đau không? Dạ. Thanh long này ngọt lắm cả nhà. Thanh long này mình mua ngon quá. Là mình mua đúng cái ngọt không bà? Chúng ta học gì? Học ở trên đường mua, học ở trên đường. Thanh long có ngọt quá không? Đang đi. Đang hết cho đi. Dạ. Dạ. Hết cơ. Ngon bột cho. Ngon ngon rồi. Ngon ngon rồi. Ừ. Đang
giờ mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà thích video của mấy mẹ con mình, cho mấy mẹ con mình một like và một đăng ký kênh để mấy mẹ con mình có động lực làm video tiếp theo nha cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà nha. Đang ăn nữa thì đang bye bye cả nhà đi rồi đang ăn nữa. Đi, đang bye bye cả nhà đi rồi đang ăn tiếp. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà.